Trong phần 1, quý khán thính giả đã biết vì sao từ năm 1975, người dân miền Nam phải vượt Biển Đông để đến các trại tị nạn. Đó là vì sự trừng phạt nặng nề của chế độ mới lên các quân nhân, công chức, trí thức của miền Nam bên cạnh cuộc di cư của người Hoa ra khỏi Việt Nam. Các trại tị nạn từ Đông Nam Á cho đến Đài Loan, Hồng Kông đã tiếp nhận hàng trăm nghìn thuyền nhân Việt Nam. Con đường đến những trại tị nạn này đầy ắp những xác người. Không bao lâu sau, người miền Bắc cũng theo chân người miền Nam rời khỏi đất nước. Tất cả sẽ được tiết lộ chi tiết trong video này. Một trong những tai nạn ghê rợn nhất mà thuyền nhân gặp phải là đối diện với hải tặc. Thuyền nhân thường mang theo nhiều tài sản có giá trị như vàng, đá quý, đồng hồ nên đã trở thành mục tiêu hoàn hảo cho việc cướp bóc giữa mênh mông biển nước. Không những cướp bóc, hải tặc còn cưỡng hiếp, giết hại hàng loạt phụ nữ và trẻ em. Vào tháng 11 năm 1981, hải tặc Thái Lan đã tấn công vào chiếc thuyền chở theo 19 người. 12 người đàn ông Việt Nam đã bị ném xuống biển, 4 người phụ nữ và 3 trẻ em, trong đó có một em bé mới 3 tháng tuổi bị bắt lên một đảo hoang. Trong 10 ngày liên tiếp, nhóm hải tặc quay lại hòn đảo, săn đuổi, cưỡng hiếp những người phụ nữ này, rồi ném họ xuống biển. Tháng 11 năm 1981, Liên Hợp Quốc cho biết, cứ 10 thuyền nhân đến Thái Lan thì có hơn một người bị hải tặc giết chết. Vào lúc này, chương trình chống hải tặc của chính quyền Thái Lan do Mỹ tài trợ đã tạm dừng 6 tháng. Chính quyền Thái giải thích rằng tiền tài trợ không đủ để chương trình này tiếp tục. Năm 1981 là một năm kinh hoàng đối với các thuyền nhân. Khoảng 77% số thuyền đến Thái Lan gặp phải hải tặc. Tính trung bình, hải tặc tấn công mỗi chiếc thuyền đến 3 lần để cướp bóc, bắt cóc, cưỡng hiếp phụ nữ. Thống kê cho biết trong năm 1981 đã có 881 thuyền nhân bị giết chết hoặc mất tích, 578 người bị cưỡng hiếp và 228 phụ nữ bị bắt cóc khi vượt biên đến Thái Lan. Tỷ lệ thuyền nhân đến Malaysia gặp hải tặc ít hơn, khoảng 36% số thuyền gặp hải tặc. Tờ Washington Post dẫn lời một viên chức làm việc về vấn đề thuyền nhân cho biết có trường hợp bị cưỡng hiếp đến 80 lần và có người bị cưỡng hiếp đến chết. Cuối năm 1981, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn kêu gọi gây quỹ để chấm dứt thảm kịch thuyền nhân tử nạn. Từ tháng 6 năm 1982, chương trình chống hải tặc của Thái Lan hoạt động trở lại nhờ kinh phí do hơn 10 quốc gia đóng góp, trong đó có Hoa Kỳ. Đến năm 1983, khoảng hơn một nửa số thuyền đến Thái Lan gặp phải hải tặc, giảm 30% so với trước đó. Tuy số thuyền gặp hải tặc đã giảm, nhưng tình trạng cưỡng hiếp phụ nữ, giết người diệt khẩu vẫn rất kinh hoàng. Từ năm 1981 đến năm 1986, Liên Hợp Quốc ghi nhận 758 người bị giết, 1.020 người bị cưỡng hiếp, 650 người bị bắt cóc khi vượt biên đến Thái Lan. Năm 1987, chỉ có 8% số thuyền gặp hải tặc. Các vụ bắt cóc và cưỡng hiếp vẫn xảy ra nhưng không có báo cáo về số người chết. Tuy nhiên, một năm sau đó, số thuyền nhân gặp nạn lại tăng với 500 người bị giết hại và mất tích. Con số này lên đến 750 người vào năm 1989. Các con số vừa nêu chỉ phản ánh một phần nào đó về số thuyền nhân tử nạn. Không phải chiếc thuyền gặp nạn nào cũng là thuyền nhân sống sót để kể lại. Góp phần vào các tai nạn này là do thuyền bè không đảm bảo để vượt biển hay gặp phải thời tiết xấu. Theo ước tính của một đại sứ quán ở Bangkok vào năm 1982, có khoảng 40% số thuyền đã không đến được các trại tị nạn. Vào tháng 7 năm 1985, một chiếc thuyền khởi hành từ Việt Nam với 24 người đã cập bến thành phố Kagoshima, Nhật Bản, nhưng chỉ có 8 người sống sót trong tình trạng kiệt sức. Nơi này cách bờ biển phía bắc của Việt Nam khoảng 3.200 cây số. Ngoài xác của một người đàn ông trên thuyền, người ta tìm thấy nhiều chiếc mai rùa và các mớ rong biển. Ước tính chiếc thuyền này đã trôi dạt ít nhất 50 đến 60 ngày trên biển ngay trong mùa bão. Cũng trong năm 1985, một chiếc thuyền khởi hành từ Vũng Tàu chở theo 31 người. Sau 66 ngày lênh đênh trên biển, chỉ còn lại 3 người sống sót khi đến Malaysia. Năm 1987, báo New York Times ghi nhận một nhóm bạn gồm 24 thanh niên đã cùng nhau vượt biên đến Philippines. Sau 20 ngày trôi dạt trên biển,
họ cạn kiệt nước uống. Vài người đã chết sau khi uống nước biển và nước tiểu. Xác của những người này đã giúp 16 người còn lại sống sót. Việc các tàu hải quân, tàu thương mại bỏ mặc thuyền nhân cũng khiến số người tử nạn gia tăng. 16 người sống sót cập bến Philippines sau hơn một tháng trôi dạt trên biển kể rằng khoảng 40 chiếc tàu đã đi ngang qua thuyền họ nhưng không cứu vớt, khiến 68 người chết. Sau các vụ việc bỏ mặc thuyền nhân trên biển, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các nước tham gia chiến dịch cứu vớt thuyền nhân. Theo đó, các nước sẽ cam kết tái định cư cho thuyền nhân nào được tàu của nước mình cứu vớt. Đến tháng 5 năm 1985, một năm sau khi thực hiện chiến dịch này, tỷ lệ thuyền được cứu vớt tăng lên 16%. Đầu thập niên 1980, số thuyền nhân đến các trại tị nạn giảm dần qua các năm. Năm 1982, 43.860 người đến được các trại tị nạn. Năm 1984, còn khoảng 24.865 người. Đến năm 1986, chỉ có khoảng 20.000 người đến các trại tị nạn. Tuy nhiên, khi Hồng Kông và các nước Đông Nam Á nhen nhóm tia hy vọng sớm kết thúc vấn đề thuyền nhân, thì một thế hệ thuyền nhân Việt Nam khác được tạo ra từ nền kinh tế bao cấp bùng nổ. Năm 1987, dòng thuyền nhân tăng 30% so với năm trước đó với 28.116 người. Trong 9 tháng đầu năm 1988, con số này lên đến 37.676 người. Làn sóng thuyền nhân lần này đã đánh dấu một thế hệ thuyền nhân mới của Việt Nam. Đó không còn là những người bị đàn áp chính trị. Phần lớn thuyền nhân ra đi lúc này vì muốn thoát khỏi tình trạng nghèo đói, thất nghiệp triền miên của đất nước. Việt Nam lúc này là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Thế hệ thuyền nhân lần này không chỉ có người miền Nam mà còn có cả những người miền Bắc. Hồng Kông cho biết, hầu hết các thuyền nhân cập bến trong nửa đầu năm 1986 nói rằng họ ra đi vì vấn đề kinh tế, đặc biệt là những người đến từ các tỉnh miền Bắc. Quốc tế cũng chứng kiến thế hệ thuyền nhân người Việt lần này nghèo hơn, ít được giáo dục hơn so với thế hệ đầu tiên. Mặt khác, từ năm 1987, nhiều người Hoa rời Việt Nam sang Trung Quốc từ năm 1978 đã đến Hồng Kông xin tị nạn. Họ cho biết lý do xin tị nạn là vì nghèo đói, bị người bản địa kỳ thị. Năm 1987, đại diện cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết có hàng ngàn người tiếp tục chết trên Biển Đông. Những chiếc thuyền ra đi vào lúc này nhỏ hơn, đông người hơn, không có đầy đủ thức ăn và nước uống, hoàn toàn không có bất kỳ thiết bị an toàn nào và các thuyền viên thì không có kinh nghiệm. Trở ngại lớn nhất vào lúc này là các nước phương Tây chỉ tiếp nhận thuyền nhân Việt Nam bị đàn áp chính trị. Mặt khác, vấn đề thuyền nhân trở nên quá dai dẳng, không còn là ưu tiên của các nước phương Tây. Đầu năm 1989, phản ứng trước làn sóng thuyền nhân Việt Nam, Thái Lan tiếp tục đẩy thuyền trở lại hải phận quốc tế, khiến nhiều người chết. Malaysia đe dọa sẽ đóng cửa trại tị nạn Pulau Bidong và không cho thuyền nhân cập bến nữa. Tại Hồng Kông, chính quyền bắt đầu chương trình thanh lọc đối với thuyền nhân đến sau ngày 15 tháng 6 năm 1988. Những ai không được công nhận là người tị nạn chính trị sẽ bị giam giữ để chờ hồi hương. Hàng nghìn trẻ em, trong đó có hàng trăm trẻ em sơ sinh, đã bị giam giữ trong nhiều năm tại các trại tị nạn khắc khổ. Tháng 6 năm 1989, chính quyền Hồng Kông đã dồn hàng nghìn thuyền nhân lên đảo Thai A Châu. Hòn đảo hoang này trở thành nơi trú ngụ của khoảng 5.500 thuyền nhân Việt Nam. Họ sống trong các túp lều tạm bợ bên cạnh những bãi rác đầy phân người, không có điện, không có nước, không có nhà vệ sinh. Đến đầu tháng 9 năm 1989, dịch tả bùng phát ở đảo Thai A Châu. Tiếp sau đó là một trận bạo động lớn đến nỗi cảnh sát phải bỏ chạy khỏi hòn đảo. Một người đàn ông đã thiệt mạng và 5 người phụ nữ bị cưỡng hiếp. Ngày hôm sau, lính đặc nhiệm đổ quân lên đảo để tái lập trật tự. Trong 10 tháng đầu năm 1989, riêng Hồng Kông đã có đến 34.000 thuyền nhân cập bến, đẩy con số thuyền nhân ở đây lên khoảng 57.000 người. Malaysia không cho thuyền nhân cập bến nữa. Tính đến tháng 3 năm 1989 cho đến tháng 7 năm 1990, khoảng 8.000 thuyền nhân Việt Nam đã bị đẩy trở lại hải phận quốc tế. Việc làm này đã vi phạm thỏa thuận mà Malaysia đã ký trong một hội nghị về vấn đề thuyền nhân của Liên Hợp Quốc vào tháng 6 năm 1989. Theo đó, các nước đã đồng ý thực hiện kế hoạch hành động toàn diện với hy vọng sớm chấm dứt vấn đề thuyền nhân với 3 điểm đồng thuận sau đây. Thứ nhất, Hồng Kông và các nước Đông Nam Á vẫn cho phép thuyền nhân tạm trú. Tuy nhiên, những người đến sau ngày 15 tháng 6 năm 1988 ở Hồng Kông
và ngày 14 tháng 3 năm 1989 ở các nước Đông Nam Á sẽ không nghiễm nhiên được hưởng quy chế tị nạn nữa mà phải trải qua thanh lọc. Những người trượt thanh lọc, tức là không chứng minh được họ sẽ bị chính quyền Việt Nam đàn áp sau khi trở về nước, sẽ phải hồi hương. Thứ nhì, những người đã đến trước ngày thanh lọc và những người đến sau nhưng được công nhận là người tị nạn chính trị sẽ được tái định cư. Thứ ba, Việt Nam sẽ ngăn chặn triệt để dòng người vượt biên và tăng số người ra đi theo chương trình ra đi có trật tự. Đến cuối năm 1991, hơn 50.000 thuyền nhân đến các trại tị nạn Đông Nam Á trước ngày thanh lọc đã được tái định cư. Tuy nhiên, phần khó khăn nhất của vấn đề thuyền nhân chỉ mới bắt đầu.